giờ mới đổ xá xị vô này. Mình không có cần bỏ đường nữa nha, tại vì cả nhà biết không, xá xị nó đã ngọt rồi, thì sau này mình gần chín á, mình nêm nếm lại xem nó đổ vừa ăn hay chưa thì mình hãy thêm đường nhé. Chào cả nhà nha, hôm nay Yến sẽ nấu món là giò heo hầm xá xị. Nguyên liệu thì trước tiên là phải có giò ha. Giò thì Yến mua cái giò khoanh vậy này, nhà coi này, đây. Với lại Yến có mua một ít thịt cho mấy bé nhỏ nó ăn đó. Nói chung là cái này thì kho dễ lắm, mình muốn thích cái gì thì mình kho với cái đó là được. Mua cả khoanh giò luôn á. Và tiếp theo là xá xị. Mình nấu xá xị thì nó ngọt sẽ ngon hơn Coca-Cola nhá. Và đây là hành tỏi với ớt. Nguyên liệu đi kèm thì cũng dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, muối vậy đó. Bây giờ Yến sẽ luộc trước ha. Như Yến trần sơ qua cái nước á. Cả nhà lúc mà bắt nước á, mình đừng có để cho nước nó nóng nó sôi nha. Nước nó nóng nó sôi thì cái chất dơ trong thịt nó không có ra được á. Mình bắt nước lên vậy thôi rồi mình bỏ vô lúc nước còn nguội luôn, lạnh luôn. Này là trần sơ qua thịt nha. Này Yến nấu thịt hơi nhiều, nấu tới 4 kg thịt lận á. Cả giò và cả thịt là 4 kg. Để vậy vậy em trần cho nó sôi sơ cái mình vớt ra. Lúc lúc trần qua giò này này, cả nhà nhớ để ý xem nhá. Đây cả nhà thấy dơ dơ không? Mình đừng có cho nó sôi lâu quá nha, sôi lâu quá thì nó mất hết cái chất mỡ trong á. Mình canh nó vừa mới chớm sôi cái mình lấy ra liền nha. Đây là nó chưa có sôi này. Nước nhìn thấy dơ không? Em quay lại lần thứ hai nha cả nhà. Coi cái nồi này nó bắt đầu nhấm nhớm sôi rồi đó, quá trời bọt dơ luôn đó ha. Yến đem đi rửa đi. Đây là cái thau nước Yến đã chuẩn bị sẵn, giờ mình bỏ thịt vào trong này mình rửa lại cho nó sạch ha, rồi mình mới đem đi nấu nha cả nhà. Yến đang còn tao hành để nấu giò á ha. Như thế này là vàng rồi ha. Mình cho nước vô. Giờ em bỏ giò vô nấu tiếp. Thực ra thì ai mà muốn tao hành mỡ xong rồi mình bỏ giò vô mình tao lên cũng được nha. Nhưng mà thứ nhất là do cái nồi nó nhỏ quá. Thứ hai là em thấy nấu như thế này thì giò nó nhanh mềm hơn á. Cả nhà cứ để như thế này nấu khoảng 10 phút thôi nhá. Lúc nãy giờ Yến nấu thì không phải là 10 phút nữa đâu, mà chắc cũng được 15 phút rồi đó ha. Giờ ở dưới nước nó gần cạn hết rồi. Coi còn nước ở dưới nữa không? Đây còn một ít nước ở dưới nữa thôi này. Bây giờ là mình nêm gia vị vô nhá. Cho vào đây một ít muối xíu cho nó ngon. Cho vào đây một ít Aji ngon. Giờ mới đổ xá xị vô này. Mình không có cần bỏ đường nữa nha. Tại vì cả nhà biết không, xá xị nó đã ngọt rồi. Thì sau này mình gần chín á, mình nêm nếm lại xem nó đổ vừa ăn hay chưa thì mình hãy thêm đường nhá. Này chắc Yến 3 kg thì Yến đổ 2 lon. Giờ mình cũng chẳng cần phải thêm màu gì hết tại vì cái nước xá xị nó đã nước xá xị nó đã có màu sẵn cho mình rồi á. Giờ là mình lại đậy nắp vung lại tiếp mình nấu nhé, nấu cho khi nào nó đủ cái độ mềm với là nêm nếm vừa ăn là mình tắt bếp thôi nhá. Nãy giờ Yến nấu là tổng cộng hết là nửa tiếng đồng hồ rồi á ha. Mình muốn ăn dai thì mình nấu ít lại chút nữa, còn muốn ăn mềm hơn đó, thì mình nấu lâu thêm chút. Tại Yến thì Yến thích ăn vừa vừa thôi, nói chung nó cũng đừng có dai quá mà cũng đừng có mềm quá. Yến trừ lại chút xíu nước cho mấy em nhỏ cha ăn nữa đó. Như vậy là được rồi nha cả nhà.
Không, cái này nó hơi bị mỡ này. Thì ăn nguyên cái giò phanh đi ha. Đi gặm xương là viên thịt. Đây, đây là thịt thì đây này. Cái này, cái này ngon này. Đây, đó. Bởi vậy thấy Yến không có ăn mua giò không là vậy. Mấy bé nhỏ không có ăn được, không có cạp được. Cho cô một cái giò to này được không? Được không? Rồi đưa cái chén đây. Ừ, thì có ra một giọt phân này thì càng nhỏ thôi hả? Okay. Kho bi cho nó kho, mà cho nó kho cho bi nha. Cho miếng nước kho này vô ăn cho nó ngon nè. Cô bỏ xương bên này nha. Cung cho miếng nước kho không cung? Dạ. Cho miếng nước kho không? Dạ. Ăn cho nó ngon. Nước kho, nước ở trong này có sát sự. Cái hai cái này của cái chén này sớt ra này dầm ớt vô cái này. Cho ăn nước kho á, cái nước còn sót lại á. Cung bỏ vào trong chén, ăn đó là phải dùng tay cầm bóp lên nhé. Một cách cái cách cái dĩa đi bỏ vào trong chén luôn. Rồi hôm nay cách cái dĩa đi. Dầm cho ớt. Dầm cho ớt cho trong cái nước chấm này này. Bỏ cái dĩa lên trên á. Không không sao đâu, bỏ cái đó đi. Cái này là mỡ mỡ đi ăn được á, cái đó là cái mỡ đó. Đi ăn được. Đây mẹ lưỡi cục thịt này, cục này này. Nó có cái da da mỡ mỡ vậy đi ăn nhá. Cái này là cái giò nạc á. Mẹ Yến chắc phải lấy cái da cho gái ăn. Lấy ăn thì da đó. Đúng rồi, đây cái da này. Đó, lưỡi cục mỡ mỡ á. Vì chắc cái cục này này mới nuốt được. Cái mấy cái kia có nuốt được đâu, nha cái này nha. Đây, đó quá trời thì cũng ăn nhiều nhá. Cùng ăn nhiều vô nhá. Xin cảm ơn mẹ. Cảm ơn con. Em mời cả nhà dùng cơm nha. Ngon quá trời luôn. Quấn cái rau nè. Thích ăn rau thôi. Chấm vô. Trời ơi. Nó đỏ, nó ngon. Ngon lắm. Cái nước kho nó còn ngọt lắm. Tốn cơm, tốn cơm, tốn cơm một chút. Người ta hay gọi là thao cơm. Thao cơm, ngon ha. Siêu ngon. Ngon không cơm? Có, vô mẹ. Cắn thịt giòi lắm. Ngày ơi, mẹ ngoài người ta mỉm mê chị. Nó cũng có cái phần gì mà dai dai. Cả biết không? Mà biết là tôi đi nó cung là hai mấy miếng thịt này nấu thịt dai hơn. Còn những ngày lúc này con thấy mày gắp giò ra không? Còn giò mình lớn một má ăn nó không bao ngán lắm. Mềm lắm. Ừ. Cơm mày dai có hộp ăn thịt nhá. Nó có thịt đầy rừng nhá. Không, đấy cũng nó ăn lắm thầy. Mày dài lắm đúng không? Ngon quá. Cái này đó. Bữa hôm đi về quê cái mùi thịt giò ra ăn thịt ngon quá. Ừ, ngon quá giờ nó theo như là bỏ cái cơm vô. Ừ. Cha miếng nước, nước này nó đặc lạc luôn rồi, nó cực bẹt lại luôn. Má này cắn một miếng thôi mà. Anh thấy cái giò heo đó đi cưng, ăn thêm mà lấy thêm nữa nào. Xong ăn thịt gì hết vậy? Đó, cầm lên, cắn luôn. Thức tại vì nhiều ngày tây là nó ngon, ai mà ngon không? Tại vì thứ bảy chủ nhật mới lãnh, ngày thường đâu có lãnh đâu. À, cưng nè, ăn hết đi, ăn thịt không đi nhé. Ăn quên luôn quả uống, ngon quá quên luôn cả uống luôn ha. Nói giống thì ăn ngon cái liền phải vừa ăn xong thuốc ăn một miếng nước nữa mới đứng bài. Mới đứng bài hả? Ừ. Được rồi. Được rồi á. Ồ, đi ăn mà ở luôn mà. Ừ. Còn cái dĩa rau này.
thích nhất, ghét nhất là cái dĩa rau á, đã quá đi mà. Trong nhà chồng. Nhà trồng đâu mà nhà trồng mẹ dạ. Rau rau người ta trồng, rau người ta trồng ngoài chợ á. Cái cầm lên luôn. Ngon cục này dùng cho. Ừ, gấu cạp cái cục đó luôn đi. Ngon không gái? Dạ. Tụi Yến coi mà miếng thịt nào mà nạc nạc đâu nè. Miếng này nạc nạc như này. Ồ, Yến dùng tay luôn chứ, tại vì tay đang còn gặm xương ở đây này. Miếng nạc này vừa nạc vừa mỡ luôn, cô ăn được không? Chứ miếng nào miếng nạc không hả? Ăn cái miếng này là cái sật 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 sật, nó ở trong nó có sật sật, cô ăn không được đâu nè, thấy không? Không ăn miếng này nè. Ừ, ăn cái miếng đó đi, cái miếng đó là ngon á. Rồi em gấu lấy miếng đó cho cô đi. Chỉ có phần da nhiều thôi. Ừ. Ừ. Ăn cái rau này, ở nhà xem cái rau này, phải không? Cho con cô gái đi đâu thì đi đi. Rồi ít rau vô. Cho miếng mạng vô nữa. Đây cả nhà nha. Đấy, nó ngon thôi rồi. Không cần ăn thịt luôn á. Nhưng mà nó gì cũng ăn cái cho nó. Ngon không? Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu ngon quá. Ừ. Con ăn, mà chưa từng ăn hết luôn rồi. Nó ăn kiếp bụng đục. Ừ. Rồi mẹ đúng quá ngon. Mẹ nấu ngon quá. Ăn thêm đi con. Bụng đục, không ăn được. Con thêm đi. Con ăn con nấu hết cả lên rồi. Con ăn thịt có thịt không? Đã bị uống nước nhiều quá con không biết. Xong, con bớt uống nước hả? Để ta con uống nước nhiều hết trơn rồi. Ừ. Ta con đi rửa tay với con quay lại nha. Con thấy cái rửa tay. Ừ. Ừ. Thôi bà nhỏ ăn hai đi hả, ăn một chén, ăn hai chén nữa. Ủa no quá, không ăn hai chén nữa. Uống hết cái ly lại. No quá anh em ơi. Khó khổ lắm rồi quá. Ừ, mới được thôi.